Tất cả được làm mọi thứ từ chất nhờn và đồ ăn cũng vậy. Nastia, uống nước hoa quả nào. Mình sẽ làm bánh cookie cho Artem, nhưng mà không ăn được. Chỉ là trò đùa thôi. Yes. Mình sẽ chọn màu nào đây? Màu hồng. Ok. Cái này hình người. Ngon ngon. Mình cần phải trang trí nó. Sẵn sàng. Artem, sẵn sàng. Bánh quy. Yes. Yeah. Nastia, bà lại đùa mình à? Không không không, bà không hề ăn cái này. Được rồi, mình có ý này. Ngon quá. Good choice. Nastia, bạn đang làm gì vậy? Mình cũng muốn chơi. Vâng, được thôi. Nastia, nhìn này. Nastia, bạn đang làm gì vậy? Nastia, đó là cat đấy, đừng có ăn. Nó rất ngon, thử đi. Những cái này là bánh cookie, chỉ là trò đùa. Cái này thì ăn được, cái kia thì không ăn được. Mình chả hiểu gì cả. Nó chỉ là trò đùa thôi. Wow, kem. Á trứng, kem nè, á trứng. Nastia, lại là đồ không ăn được à? Không không, nó ăn được mà. Nhìn nè, thấy không? Đúng rồi, mình không muốn nó. Được thôi. Có thể bạn cần một chút siro. Đúng rồi, mình cũng muốn cái này này, sô cô la. Wow. Ngon miệng. Cái gì lại nữa? Cái này nó không ăn được. Mình không muốn chơi với bạn nữa đâu. Artem, em xin lỗi. Chơi cùng nào. Được rồi, đợi tí nhá. Nhìn này, kem đấy. Mình muốn ăn kem. Ngon lắm, ngon lắm. Vani. Bạn ăn được nó. Rất ngon. Tô màu. Sô-cô-la. Ngon lắm. Các bạn trẻ không bao giờ được ăn những đồ ăn không ăn được. Ăn được. Wow. Artem, Artem, đến đây cùng chơi nè. Yeah. Nastia, mình cũng muốn đi ăn. Bạn có muốn đi không? Em muốn làm tất cả mọi thứ từ chất nhờn này. Và cả đồ ăn nữa. Tất cả mọi thứ. Không không không. Nastia, uống nước hoa quả nào. Vị dâu cho mình, vị táo cho cậu. Tất cả mọi thứ có thể được làm từ chất nhờn. Không, Nastia, phải đồ ăn. Xem mình có gì nào. Xanh lá cây. Đến lượt mình. Nice. Màu đỏ. Mình yêu chất nhờn. Mình ước tất cả được làm mọi thứ từ chất nhờn. Và đồ ăn cũng vậy. Ăn đi. Táo. Chất nhờn. Chất nhờn và đôi mắt. Làm ơn Artem có để một quả táo màu đỏ không? Màu đỏ. Good choice. Wow, chất nhờn. Cái gì vậy? Đó là một con gián. Mình muốn quả táo mà. Bây giờ cho mình quả cam đi. Làm ơn. Cam, chanh hay trái thanh long? Chọn đi. Cảm ơn. Quả cam.
chất nhờn. Bạn muốn chất nhờn ư? Chất nhờn đấy. Bây giờ em muốn ăn. Không phải chất nhờn. Con nhện. Mình muốn ăn một quả trứng. Con gián nữa. Mình muốn ăn, mình không muốn chất nhờn nữa. Nastia, thử cái này xem. Vâng. Chất nhờn. Ngón tay. Đưa em đồ ăn đi. Dưa hấu. Bạn làm gì trong đây vậy? Bạn không phải là thứ duy nhất ở trong đây. Cả gia đình Elmo. Em muốn ăn. Hay là thử chai dứa. Đây không phải dứa, nó là chất nhờn. Con chuột mini. Thêm một con chuột mini nữa. Chúng mình muốn ăn. Nastia, mình sẽ luộc vài quả trứng. Yeah, đi ăn thôi. Trứng. Muỗng. Cố lên đây, ai trứng. Cảm ơn cậu. Không có gì. Bể rồi. Chất nhờn. Mình biết ở đâu không có chất nhờn rồi. Rau củ quả. Nó là chất nhờn. Nếu tất cả mọi thứ đều làm từ chất nhờn sẽ không tốt chút nào. Tạm biệt. Bye bye.